Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup Claim 200 tóc cần có ký hiệu là CUDT đến từ dự án CUDT Network. Thì chương trình iGroup này nó sẽ con tóc cần CUSD này còn 105 ngày nó sẽ list sàn Bankai Swap với giá là 1 CUDT bằng 0.3 USDT nha các bạn. Rồi thì claim đại luôn đi các bạn. Thì để claim được các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình, mở địa chỉ chocolate mình ra các bạn. Các bạn chọn một rat. Các bạn dán vào các bạn. Rồi các bạn gỡ nữa. Rồi dòng trên đây thì các bạn chọn mạng BB Smart Chain nha các bạn. Rồi bấm vào claim này gấp nè. Claim chứ. Rồi bấm kết nối nè. Rồi các bạn sẽ tốn phí ra là 0.0006 BNB khoảng 0.19 USDT các bạn. Khá là rẻ luôn, các bạn chấp nhận các bạn. Nếu mà list sàn 0.3 thì 200 token là khoảng 60 đô các bạn. Thì con sắt của nó nè các bạn. Đâu con sắt của nó rồi. Nè, con sắt SS. Rồi các bạn copy con sắt này các bạn sao chép con sắt của nó nè. Rồi các bạn nhấp vào đây nè. Các bạn dán vào các bạn. Con sắt nó không hiện nên mình dùng trang PC scan nha các bạn. Các bạn nhấp con sắt vào, copy con sắt nó nè. Rồi các bạn dán vào các bạn. Nếu không có bạn bấm tự động thêm luôn. Tiền mới quá các bạn dán đi xe hợp đồng nó vào nè. Tên ký hiệu thì các bạn qua bên trang PC scan các bạn check nha các bạn. Tên thì CUDT thôi các bạn, số tài khoản là 18. Các bạn dán vào các bạn, số tài khoản là 18. Rồi các bạn bấm làm xong nữa các bạn, thì các bạn sẽ thấy sẽ nhận được 200 token CUDT nữa các bạn. Thì các bạn claim rồi bỏ đó đi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim 200 tập cận CUDT đến em kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.